Em gái anh gọi em chị dâu kìa. Em gái anh gọi em chị dâu kìa. Wow. Wow. Nói là em mê chị lắm, mới được gặp chị ở ngoài. Đó xin chụp hình riêng cho em. Thì cho chụp đi, em không cho chụp luôn. Anh chia tay, yêu em rồi, anh chắc anh chia tay. Lâm vĩ dạ khi quay hình bảy nụ cười xuân. Về cuộc thư giãn hơi này chúng tôi rất là quý. Ai dạ. Mấy đứa ơi, cho chị miếng má hồng với lại miếng son môi. Thôi đánh thôi, chị hơi cọ đó. Tiêm rửa cho. Tiêm rửa cọ cho. Đánh nè, cho tươi lên rồi nè. Ôi. Phủi đi, ai cũng phủi. Có chị không được phủi mặt. Anh nói anh nghe nè, thật ra anh chưa có coi cái phim đó luôn á. Nhưng mà anh nhớ là mấy tuần trước luôn học rồi cho. Phải chưa? Ok. Rồi lại. Rồi, rồi, rồi. Ôi, già trời, già quá. Em gái anh gọi em chị dâu kìa. Em gái anh gọi em chị dâu kìa. Wow. Nói là em mê chị lắm, mới được gặp chị ở ngoài. Đòi xin chụp hình riêng cho em. Cho chụp đi, em không cho chụp luôn. Chụp anh yêu em rồi, anh chắc anh chia tay. Anh vừa mới đi chơi với em về mà anh rồi lấy người khác kết chinh. Dâu rồi, dâu chụp đó hơn người thì dâu. Một cái móng bị cắm. Cái gì cũng làm được. Chị cần cái gì? Cái món quà tặng cho anh chị cho anh hộp. Giờ rượu thuốc hả? Cái rượu thuốc ta. Cái rượu thuốc. Rượu dâu. Ở trong đây là tặng quà thì tặng cái gì ta? Cây dầu gió. Dấu. Đây, cây dầu gió đây, mình dầu gió đây. Ở trong đây là tặng quà thì tặng cái gì ta? Cây dầu gió. Dấu. Đây cây dầu gió đây, mình dầu gió đây nè. Đây có cái miếng cây dầu gió. Bên trong nó rớt ngọt rồi. Ôi, chị vui lắm chưa? Thật là mùa này chị cảm thấy rất vui. Tuy chị chơi không hay nhưng mà chị có thể hại được anh Giang với anh Lâm. Chị Lâm ơi, cảm giác của anh sao? Gì? Này sao? Giật nhã đi chè. Thúi. Rồi con thú rồi chết rồi. Chôn sống luôn rồi hả? Chôn sống luôn. Trời ơi, hơn thua đó là quả báo đó. Nếu anh nghĩ anh hơn chị Ngân thì sao mà anh cực thế vậy? Em có thấy anh ghét thôi. Có thấy anh ghét thôi. Chơi liền. Ủa làm gì ghét? Thì đó hơn thua quá nên chơi mà ai vừa đâu. Anh thấy Ngân có nhiều tiền nên anh thích ăn tiền. Nói gì? Trời ơi, nhiều lắm ở đây nữa nè. Nghe là chị giàu. Chị đang có nhiêu vậy chị? Chị không biết nữa, chắc mấy chục quá. Sao mấy chục? Xin không? Mà ông thì chơi đều quay xin gì? Cuộc đời chị chơi luôn thua. Cái trò lật số này riêng chỉ có hôm nay là chị thắng. Thắng xứng đáng. Ok quá chị. Anh Lâm, anh Lâm, em có đem đồ gọi anh ước cần không? Không em ơi. Ok với trời. Đóng miệng. Hồi nay thôi chứ chị không dám nghe nghiệp đâu. Mình còn chơi nhiều tập lắm. Anh Lâm thì lâu lâu xuất hiện. Nhớ cặp với anh Lâm 20 nha. Thương. Cái thương ghê luôn á. Cái lạnh lẽo cần biết. Đầu thì đã tóc lưa thưa. Bữa hôm mẹ nói bị hói ở chỗ đây là do xịt keo nhiều á. Cái hôm nay chị thấy có trứng, nghe nói trứng cũng tốt cho tóc nên hả chị cũng thử cả một rổ. Nay là trời thương. Trời thương trời cho lắm ha. Chán lắm.
trời, được một từ review anh Lâm nghe nhiều quá. Tội, thúi. Anh Lâm ơi, nhiều khi cũng thấy thương anh Lâm. Dạ. Cho anh Lâm nè. Em ơi. Trời ơi, vậy vẫn còn nhiều vậy luôn hả? Xù xì không? Cược ngoài thì biết tập lá có tính không vậy? Không. Tụi tôi giờ chơi riêng ở ngoài nè. Thôi vậy thôi. Nhớ gọi là cộng điểm với tôi nè, tôi còn có tuyết 20 điểm cho tôi đó. Tuyết hả? Rồi, nãy giờ miếng cấp làm sao vậy? Cấp rồi vậy hả? Cấp hết luôn đó. Đâu có xài đâu. Không ý nghĩ gì cả. Thúi quá. Thắng mà cũng như thua, nhưng mà may mắn là vui rồi. Đội này có điểm lắm á mọi người. Đầu năm mà được có vàng nè, được bông mai nữa. Mà được nhẫn nữa, nhẫn tượng trưng lên tình yêu. Tình yêu. Biết đâu cuối năm. Thật ra đối với anh Tuấn á, ngày mai anh với tư cách là mình đứng nhà khách thôi mà. Chứ mà về chơi thắng họ thì khán giả họ nó không nể. Tại vì cái cốt của mình là chơi kiểu vui vẻ thôi, không ngờ là bên kia hơn thua dữ vậy. Thật ra chúng tôi họ thắng được chơi mà chúng tôi thắng được lòng khán giả thôi. Bây giờ hai vòng đấu rồi, hai anh đánh giá đối thủ như thế nào? Bình thường. Đối với nhà ngay bên kia thì có anh Vinh thì anh cũng già yếu rồi, xương khớp anh cũng yếu, anh Lục thì ở nhà ngay anh không có gì ngoài cái gương mặt sáng. Ngọc thì chơi sạch trước giờ cũng nói rồi. Thì dạ thì nói chung là cũng từ giờ trước giờ. Ôi dạ. mới chơi một hai người mới biết gì vậy chứ. Còn nói chung thì còn người nữa. Còn Dĩ Thúy Ngân nữa. Dĩ Thúy Ngân. Ủa thì không nhắc không nhớ luôn. Tôi bún xuân, tôi bún xuân vậy đó. Ừ. Chỉ là đào quá. Chỉ là đào quá. Chỉ là bóng xanh quá rồi. Trời ơi, nguyên bài luôn. Con bún xuân, con bún xuân, con bún la đà. Con bún la đà.